chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Chương trình thực hành trải nghiệm phòng cháy chữa cháy tại các trường học tiếp tục được Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Tại buổi tuyên truyền trải nghiệm mới đây tại trường tiểu học Phú Hòa 1, thành phố Thủ Dầu Một, khoảng 1.400 cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã được tuyên truyền các nội dung cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra, kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy. Ngoài ra, các em học sinh còn được thực hành chữa cháy bình ga, thực hành thoát nạn từ tầng 2 qua cầu thang bộ, thoát nạn bằng dây hạ chậm và rồng rọc, thực hành sử dụng vòi chữa cháy trên xe chữa cháy mini. Với hình thức tuyên truyền mới lạ, trực quan sinh động, đặc biệt là cho các em học sinh được trực tiếp thực hành, trải nghiệm cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, đã góp phần giáo dục kỹ năng sống, giúp các em có thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trong thời gian vừa qua thì Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện các chương trình cũng như tuyên truyền công tác phòng cháy cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vào sâu đối tượng là học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, để hướng đến là mỗi gia đình được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn phòng cháy cháy. Trong năm 2024 thì Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị trong công tác là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy cháy cũng như là đổi mới cái phương pháp hướng đến cho mọi đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh. Thì qua đó thì Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy là sẽ mang các trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy tại đơn vị đến trực tiếp tại các trường học để cho các em là trải nghiệm cũng như là thực hành các nội dung như là hướng dẫn thoát nạn qua cầu thang bộ cũng như là qua rồng rọc và dây hạ chậm. Rồi các em sẽ được trải nghiệm các nội dung như trực tiếp là thực hành là sử dụng bình chữa cháy để dập tắt bình ga trong hộ gia đình. Con thấy các chú phòng cháy chữa cháy tuyên truyền rất là dễ hiểu, con biết được cách xử lý tình huống và cách xử lý khi cháy và cách thoát nạn. Cũng tại buổi trải nghiệm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thủ Dầu Một còn trao tặng bình chữa cháy xách tay cho đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, đại diện 28 trường tiểu học công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.